trên cây ấy. Đây là cái gì ấy nhỉ? Quen, chưa nhìn thấy cái này bao giờ cả. Sao lại có hai con bò cách nhau như thế này nhỉ? Cái đuôi thì vánh lên, cái chân thì đá về đằng sau. Mắt sở mát mát lạnh lạnh. Cứng quá, bà không thể cắn được. Cái gì mà cứng thế nhỉ? Bà gõ đau cái tay mà không gõ được. Không biết đây là nước gì mà lại có hai con bò húc nhau ấy nhỉ? Bà quê lên lần đầu tiên mà nhìn thấy cái non này. Đây, bà nhìn thấy rồi. Được rồi, chắc là cãi ở đây. Được rồi, thôi nhìn chỗ nào mở đâu nhỉ? Chả nhìn thấy cái chỗ nào mở để uống cả. Chắc ở đây rồi, chắc là ở đây rồi. Ôi, sao không sao không? Ôi. Ở quê em mùi hôi nhá. Công nhận nước con bò này thơm thật, không hôi như con bò ở quê đâu, thơm lắm. Nước gì mà kỳ diệu thế nhỉ, mà uống vào mà thấy lạ lạ. Kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.